Thưa quý vị, hôm nay ngày 14 tháng 4, Quảng Ninh là địa phương đầu tiên tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Sau đó, dự kiến sang tuần sau, chiến dịch sẽ được triển khai trên toàn quốc. Viện Vệ sinh Dịch tế Trung ương cho biết, vaccine đang được chuyển đến Viện Kiểm định Quốc gia Vaccine và Sinh phẩm Y tế để kiểm định chất lượng. Sau khi xác định đảm bảo an toàn, đồng thời công tác tổ chức, chuẩn bị của các địa phương cũng hoàn thành. dự kiến tuần tới có thể triển khai chiến dịch tiêm chủng trên quy mô toàn quốc. Hôm nay, Quảng Ninh sẽ là địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai tiêm cho đối tượng này. Hai vaccine được đồng ý tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi là Moderna và Pfizer. Hầu hết bé sẽ gặp phản ứng thông thường như đau đầu, tiêu chảy, đau tại vị trí tiêm, có thể mệt mỏi, hơi ớn lạnh và sốt. Phản ứng này xuất hiện ở liều thứ hai nhiều hơn liều thứ nhất. Những phản ứng thông thường đã nêu có thể xuất hiện từ 4 đến 8 tiếng sau tiêm vaccine và có xu hướng giảm dần sau ngày đầu chứ không tăng nặng cha mẹ cần lưu ý tình trạng sức khỏe của con thời điểm trước trong và sau tiêm